khi mà đăng lên thì kiếm người đó để mua. Ừ. Nhìn hấp dẫn gì ta? Quá hấp dẫn. 20 ngàn. Quá hấp dẫn hả Huy? Ừ. Dạ dạ dạ. Đó. Nhóc chơi. Nhóc nè. Đi nè. Ăn đi Quy. Thôi bỏ bọc đem về chứ không ăn đây, ăn hết nổi rồi. Bỏ bọc đem về chứ không ăn đây nổi. Chứ không ăn đây. Không cho em về. Ăn đây mới ngon. Chị biết sao không? Cỡ. Nó giòn vậy ăn nó mới ngon. Nóng mà ngon. Cỡ này toàn mà vàng không có cỡ gì. Cỡ gì đâu, trời ơi mới ăn cơm. Nấm xèo và nguyên liệu rồi, nấm cơm nè, tôm nè, hến nè, quá tay thịt luôn. Luôn. Quay tôi không? Tôi mạng. Thôi, bà quay chi? Chồng con đầy lũ khủ hết trơn quay làm gì nữa? Quay giùm tôi đi. Chồng con lũ khủ hết quay chi không biết nữa hả? Quay quay tao quay đầu bếp thôi chứ. Ừ. Đầu bếp này cũng lớn tuổi quá, cũng không còn không yên nữa. Bánh ngon là được rồi. Mẹ quên ấy rồi. Xong. Má ơi. Không hả? Đổ từ từ, bình tĩnh. Quay quá. Giờ khi chưa ăn rồi, giờ nhà hưởng trước. Đang thôi nước luôn quá lặng được. Đủ chưa đó? Mấy cái? 8 cái là đủ không? Đây đồng đoạn bỏ nấm cơm vô. Bịt chín trước. Cái mình là chín chưa ta? Dầu hơi nhiều rồi. Tới cái bên đây. Ủa, quay nãy giờ còn quay nữa nè. Rồi xong. Chảo là chảo chống dính mà. Chảo nó cũng chống dính mà nó dính. Chảo nó hết lớp sáng rồi. Rồi xong rồi đó, khét rồi đó. Ôi. Xong. Làm gì á?